Em chào tất cả các bác. Bên em vẫn bao ship đơn hàng từ 200.000. Thì hôm nay em tiếp tục về thêm ben 1 của Hùng Nguyễn này. Bao này là bao 10 cân. Nhà em thì có hai loại các bác ạ, một loại bao 10 cân và một loại hộp 1 cân. Đấy, sản phẩm của Hùng Nguyễn thì rất là chất lượng rồi. Riêng cái ben 1 này thì hạt nó ép rất là cứng và to, cho nên là các bác có thể dùng bón lót hoặc là giải mặt. Ví dụ các bác giải mặt được tầm 2-3 tháng thì các bác có thể nhặt bỏ đi và thay cái mới. Tại vì cái này nó không bị mủn các bác ạ. Các bác bón phân nó không bị mủn ra, nó không làm bẩn giá thể của mình, cho nên là được rất là nhiều bác tin dùng loại này. Để một bao như thế này thì em đang bán là 470.000. Đợi 470.000 một bao 10 cân, bao ship. Các bác mà lấy từ nửa bao, lấy từ 5 cân ấy thì chỉ còn 240 ạ. Đấy. 5 cân là 240. Hoặc là nếu mà vườn các bác mà dùng ít ấy thì các bác có thể lựa chọn ben hộp này. Ben hộp này thì một hộp của nó là 1 cân này, nhưng mà giá cả của nó sẽ có phần là đắt hơn cái ben bao này. Chất lượng của nó thì giống nhau các bạn, chất lượng của hai cái loại này là giống nhau. Nó khác nhau chỉ về giá cả là bởi vì cái chi phí nó sản xuất bao bì rồi công đóng gói thôi. Thì nó đắt hơn. Thì các bác có thể lựa chọn cái mình dùng nhiều, các bác có thể lựa chọn ben bao. Đấy, cho nó phù hợp và cho nó kinh tế hơn. Đấy, một hộp như thế này là 55.000. Còn một bao như thế này là 470 ạ. Còn nửa bao thì nó là 240. Đấy là ben. Tiếp theo thì em giới thiệu với các bác một chút về hoa lan. Để các bác mà yêu thích muốn sưu tầm thì các bác ủng hộ vợ chồng em ạ. Hoa lan thì em có lan kiếm. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác một chút về lan kiếm. Lan kiếm thì nhà em còn khá là nhiều. Đây Mojunto ạ. Mojunto em còn có thân này 100.000 này. Đây là dòng kiếm Thái các bạn, bông hoa to và khá là thơm. Thì hôm trước còn nở hoa thì em có quay cho các bác xem rồi đấy ạ. Em còn một thân này, 100.000 thân này này, Mojunto. Đây là ánh hồng Thái Nguyên. Ánh hồng Thái Nguyên em còn có thân này cũng là 100.000 này. Ánh hồng Thái Nguyên thì là thuộc dòng lô hội thôi các bạn. Thuộc dòng lô hội cho nên là thân thủ của nó cũng không được to lắm. Cái này 100.000 thân này. Tiếp theo là trắng Điện Biên ạ. Trắng Điện Biên chậu này là 300.000 này. Đây là cũng thuộc dòng lô hội nhưng mà thuộc dòng lô hội. Dòng trắng Điện Biên thì vào cái thời đỉnh giá của nó cũng phải đến 3 triệu một thân ấy. Nhưng mà bây giờ thì giá cả tất cả các loại lan nói chung thì giá cả của nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều, nên các bác có thể sưu tầm. Để một chậu này có hai thân. Đây một mẹ này này, đẻ ra con to tơ tít này, và có một măng ở đây. Để có 300.000 thôi các bạn. Trắng Điện Biên thì mặt hoa rất là xuất sắc rồi, nó thuộc dòng lô hội cho nên là cần hoa của nó cũng khá là dài và nó xếp bông rất là dày. Đây vị hoàng này này, chậu này em có chậu này 300 này các bạn, cũng có một mẹ này bản lá chắc tầm 3 phân rưỡi đến 4 phân như này, em lại không cầm thước để đo, lại rất là to, thân mẹ thân thủ rất là to và có con cũng rất là to. Đây, cặp này thì em bán, em giao lưu với các bác là 300.000. Vị hoàng. Còn hàng kiếm gieo hạt thì vẫn 15.000 một cây. Hàng gieo hạt này thì sổ số thôi các bạn, mặt hoa sổ số thôi. Tại vì nó là gieo hạt cho nên là chưa có mặt hoa. Cái này các bác trồng sưu tầm chơi cũng được. Có 15.000 một cây thôi. 10 cây thì có 150.000. Đây, vị này em có một thân 200 này. Vị này thân này 200 này, có bản lá cũng khá là bé, chắc được tầm bản lá được tầm khoảng 2 gần 3 cm. Thì một mẹ hai măng con này. Đấy, cái này các bác mang về mình trồng thì lên rất là nhanh luôn. Mùa này cây kiếm lên rất là nhanh. Đấy. Thân này là 200.000 vị hoàng các bác, vị hoàng láng, nhà em chỉ có vị hoàng láng thôi. Vị hoàng sần thì nhà em đang không còn rồi. Đây cũng là gieo hạt. Đấy là những cái dòng hoa lan. Còn những cái chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác ạ. Những cái mẫu chậu thì nhà em vẫn đang giảm giá để cho các bác mua về để có thể thay chậu hoặc là mình trồng thêm.
Đây mẫu chậu bí này, đây là nhựa HD, nhựa đẹp luôn ấy. Nhựa HD này thì mẫu chậu bí này em có 3 cỡ, đó là phi 20, 25 và 30. Mẫu chậu này thì có giá là 8.000, 10.000 và 14.000. Đây là mẫu chậu bí nhựa HD, còn mẫu chậu sen nhà em cũng là mẫu chậu sen nhựa HD. Chậu sen thì giá cả nó cao hơn. Nhất là nó có kèm nan phụ này. Nó có kèm nan phụ thế này thì rất là tiện, các bác không phải dùng lót chậu gì cả, mình chỉ việc cho giá thể vào và trồng thôi. Còn mẫu chậu bí thì nó không kèm nan phụ. Nhưng mà cái mà không kèm nan phụ thì rất là phù hợp để các bác trồng những cái dòng dáng hương ấy. Đấy, thì mình dùng giá thể to ấy, rễ của nó ra rất là dễ. Thì mình chọn mẫu chậu cho phù hợp. Cái này thì có phi 20, 25 và 30. Giá cả của nó sẽ là 9.000, 11.000 và 18.000. Còn những cái mẫu chậu đen này, những mẫu chậu đen nhiều lỗ, ít lỗ, nhà em vẫn có đầy đủ. Mẫu chậu đen này thì nhà em có từ phi 14, phi 14.000 rưỡi, phi 16 2.000, phi 18 2.000 rưỡi, phi 21 là 3.000. Đấy. Còn mẫu chậu nhiều lỗ thì nó sẽ có từ 17, 19, 21, 23. 23 vẫn còn, 23 hình như còn một ít. Không nhiều đáng kể, các tầm còn tầm khoảng 10 cái thôi. Cái chậu phi này thì phi 17, 19, 21 này thì có giá tương ứng đó là 2.000, 2.500 và 3.000. Đấy, nó cũng tương đương với cả mẫu chậu đen này thôi. Cho nên là các bác có thể lựa chọn mẫu chậu cho mình, mẫu chậu mà mình thích. Đây này, còn đây là mẫu chậu... Đây là chậu giả đất này. Cái này thì em để nó bị cũ mất rồi, nhưng mà các bác lấy thì em lấy chậu mới, màu nó đỏ rất là đẹp. Giả đất đỏ đấy. Thì mẫu chậu này, nhựa này cực kỳ là bền luôn ấy. Rất là bền và nó dẻo bền luôn. Các bác dùng thì được rất là lâu. Cái mẫu chậu này thì các bác trồng lan kiếm cũng được, lan thân thòng rồi dáng hương, tất cả đều rất là phù hợp. Tại vì cái lỗ thoát nước của nó rất là to. Đấy, cái này là mẫu em làm mẫu để lâu ngoài trời nên nó bị sờn màu thôi, chứ thực ra là nó màu đỏ đẹp lắm. Đây mẫu nan thẳng đây các bác này, mẫu nan thẳng thì giá cả của nó rẻ hơn này. Mẫu nan thẳng có phi 25, phi 30 và phi 35 thì là 6.000, 9.000 và 14.000. Đó. Đây mẫu nhiều lỗ đây. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em ạ. Các bác mà cần loại vật tư nào hoặc là các bác muốn sưu tầm dòng lan nào thì các bác liên hệ với em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác rất nhiều ạ.